chào cô chú anh chị và các bạn, ngày mới tốt lành ạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, hôm nay em vô tình em đi công chuyện đi ngang qua đây Phật giáo Hòa Hảo ạ. Dạ, em quay lại cái cảnh chùa ở đây cho bà con cô bác mình xem ha. Xem lại những cái nơi mình thờ phượng, nơi tôn... Dạ, dạ, những nơi này thật là trang nghiêm phải không ạ? À? Dạ, đây là chùa Liên Hoa Tự nha cô chú anh chị. Dạ, Liên Hoa Tự của Phật giáo Hòa Hảo mình đây ạ. À. Dạ, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, đây là quang cảnh phía bên ngoài của Liên Hoa Tự ạ. À. Dạ, đây là cổng chính đi vào đây nè. Dạ. Dạ, đây là Liên Hoa Tự à. Trùng tu vào ngày mùng 6 tháng 6 năm 1954 ạ. Giáp ngọ tu sửa hàng rào vào mùng 9 tháng 3 năm 1996, Bính Tý nha cô chú anh chị. Dạ, đây là Liên Hoa Tự nè của Phật giáo Hòa Hảo mình nha. Dạ, nếu cô chú anh chị đã từng sống gần nơi đây hay là đã từng đến viếng cái cảnh chùa này và đã vào và thắp hương thờ cúng thì cô chú hãy xem clip này, nhìn lại cái cảnh chùa mình đã đi qua và sống gần nơi đây, thì cô chú hãy đỡ nhớ lại, để nhớ lại quê hương mình ha. Đó. Đây là cũng là một cái cổng. Ừ, quay phim nè con. Con thích quay con không? Con thích quay con vào TV không? Đây là cũng là một cái cổng đi vào nữa nè cô chú anh chị. Em không biết là có cho mình vào trong quay cái cảnh phía bên trong không, nhưng mà thì thôi để em đi vào đại nha. Em đi vào trong đại để em quay thử xem cho cô chú anh chị xem, để đỡ nhớ lại cái cảnh, để nhớ lại khung cảnh của chùa Liên Hoa Tự nha. Mời cô chú anh chị đi xích lại đây, mình vào cái cổng bên kia ha. Và đây là khung cảnh của phía bên ngoài, đây là ngoài đường nè, phía khung cảnh ngoài đường của xung quanh chùa Liên Hoa Tự nè cô chú anh chị. Dạ. Mời cô chú anh chị cùng em đi vào trong xem, quay sơ sơ cái khuôn viên cảnh chùa nha, nhưng không biết là có cho quay hay không. Nếu mà cho quay thì em sẽ review lại cái phía bên ngoài cổng chùa này cho cô chú anh chị xem ha. Dạ, đây là những cây thuốc, những cái cây thuốc nam này cô chú anh chị. Dạ, ở đây bà con mình á, những cái người tu ở trong chùa, người ta chặt ra, người ta phơi như vậy cũng có thể là làm từ thiện nè cô chú anh chị. Dạ. Dạ, đây là khuôn viên cây cảnh của chùa Liên Hoa Tự đây ạ. À. Dạ.
đây bà con mình ở cái góc này đang chặt mấy cái cây thuốc nam để phơi nè cô chú anh chị. Đó, chặt những cây thuốc nam như vậy phơi để làm từ thiện giúp bà con mình nè. Dạ, còn đây là cảnh chùa Liên Hoa Tự ha. Đó, của Phật giáo Hòa Hảo nha cô chú anh chị. Em mời cô chú anh chị cùng em đi vào đây. Xem bà con mình chặt những cái cây thuốc nam mà phơi như thế nào ha. Đây nè, đẹp lắm nè cô chú anh chị. Đó, cái này là phía bên trong cảnh chùa nè cô chú anh chị. Đó, bà con mình đang chặt những cái cây thuốc nam như vậy phơi nè. Đó, đang để bốc thuốc chữa bệnh cho bà con mình á, từ thiện đó cô chú anh chị. Dạ, đây nữa đây nè. Đó, em mời cô chú anh chị cùng em đến xem bà con mình chặt những cây thuốc nam nha. Dạ, con chào cô chú. Cô chú cho con quay nha. Con thấy mình phơi thuốc nam thơm quá chừng. Con thấy mình phơi thuốc nam thơm quá. Con xin vào trong đây con quay để đưa lên cho bà con mình xa gần xem nè, để biết là ở chùa mình đó là có những cái cây loại thuốc nam về để làm từ thiện giúp đỡ bà con mình nè, hả cô chú anh chị. Dạ, đây là một việc đáng rất là ý nghĩa và đáng rất là hoan nghênh nè. Dạ, ở đâu đó cũng có những cái tình thương đó, ở miền Tây mình là như vậy đó cô chú anh chị. Đó, bà con mình rất là giàu lòng nhân ái, thân thiện, ấm áp, cho nên em mới chọn cái kênh của em là Ấm Áp Miền Tây là như vậy đó. Dạ, dạ, cái kênh này của con là Ấm Áp Miền Tây đó cô chú. Nếu cô chú về bấm vào kênh Ấm Áp Miền Tây, chữ Ấm Áp Miền Tây là sẽ thấy cái kênh mình ha. Thấy bà con mình đang ngồi chặt thuốc nam như vậy nè. Đó, trời ơi, rất tiếc con không phụ giúp được cái gì hết trơn. Dạ chú, cái cây này kêu là cây gì chú? Lữ đồng. Dạ. Cây lữ đồng. Dạ, cây lữ đồng cô. Rồi cái này mình chữa bệnh gì cô? Cái này chế thuốc viên uống. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, ở đây các cô các chú ở đây đang chặt, đang băm những cái cây lữ đồng. Đã, ra làm cái thuốc nam này để chế ra những bào chế ra những cái viên thuốc nam thành viên để giúp bà con mình đó trị bệnh đó, chữa bệnh đó bà cô chú anh chị. Đây là một việc rất là nhân văn phải không ạ? À? Rất là ý nghĩa. Dạ, em rất thích ở miền Tây mình như vậy đó, người miền Tây mình rất là giàu lòng nhân ái, hiền hòa chất phác nữa. Đó, thì mình với tấm lòng nhân ái của mình thì mình giúp đỡ bà con, mình chia sẻ được cái gì thì mình giúp đỡ chia sẻ phải không ạ? À? Dạ. Phải rồi. Em thấy hay quá à, con thấy hay quá. À, con không biết là có cho con vô quay không, con vô con quay đại nè. Có sao đâu nè ơi. Dạ, tại vì công việc này là công việc tốt mà, công việc ý nghĩa mà, mình làm từ thiện mà hả chú ha? Ừ. Dạ. Chú, cái hôm rồi mà lễ 18 tháng 5 mình đó, thì là ở chùa mình tổ chức cơ đông không chú? Không. Bị có cái lệnh của nhà nước ra đó. Dạ. Không có tụ họp đông, bị gì bệnh cái này quá. Dạ, nhiều lắm, còn nói không biết làm sao hết trơn, nó sợ lắm. Ra bớt khách lại. Dạ. Chứ không phải mình phụ họa khách. Con rồi quay cho vô cúng lại ra rồi ra về cúng ra về. Dạ. Tiếp khách như hồi xưa. Dạ. Nữa. Con vô con quay cái chỗ mà đình tổ đằng kia đó. Ừ. Đình tổ ở bên Mỹ Lương á. Dạ, con quay bển con đăng rồi bà con cũng xem. Dạ, nhưng mà tiếc cái là cũng không có cho vô trong quay. Con cũng đứng ở ngoài hàng rào con quay không à. Cho nên cũng không thấy, không được đẹp lắm. Cho nên bà con cũng xem bình thường thôi. Còn người ta đi vô trong người ta quay lén được á chú. Không, ở đây là cho tự do chứ không có vụ mà cho người ta quay lén rồi bỗng. Không, cái đình tổ đằng kia là không cho quay á. Dạ, không cho quay. Tự do lắm. Dạ. Trời ơi, đẹp quá trời, nãy con tính vô cái cổng kia mà con thấy có cái chú đang ngồi bển con sợ bị la con. Không, con đi vô cái gì. Hôm nay con tình cờ con đi ngang qua đây nè, con thấy phơi một sân thuốc đẹp quá trời luôn hà, mà thơm nữa. Thì con vào đây con quay. Còn có những cây sau lưng chú đây là cũng để dành chặt làm thuốc hả chú? Thuốc không đó. Dạ, toàn là cây thuốc không là, nha. Cái khu vực này là bao nhiêu, cái này là thuốc không ạ? Dạ. Cái này là xong rồi là để cho bà con mình tới là hốt thuốc nè chú ha. Cái này khô bắt đầu mình cho lương y ở trong cái phần tỉnh của mình đó. Dạ. Chỗ nào đang thiếu món gì là đây là mình có mình cho hết. Dạ. Cái gì đó. Dạ. Đó, cô chú anh chị thấy không? Rất là dễ thương phải không à? Rất là ấm áp tình người luôn. Đó, đây là các cô chú nè, đi tìm nhổ những cái cây thuốc như vậy nè, rồi về rồi băm rồi phơi, xử lý rất là sạch sẽ luôn nè. Xong rồi là trong tỉnh mình á, có những nơi nào cần thì là chở tới cho mình giúp nhau là làm từ thiện, cùng nhau làm từ thiện vậy đó cô chú anh chị.
rất là ý nghĩa, rất là dễ thương. À trời, em thích những cái công việc như vậy lắm luôn á. Dạ. À, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, à, ở đây là chùa Liên Hoa Tự. Dạ, bà con mình ở xung quanh đây, tình nguyện đến làm từ thiện nè, để băm những cái cây thuốc như vậy, những cái dạ những cái loại thuốc như thế này phơi nè, xong rồi để giúp bà con mình một phần nào đó để có sức khỏe thêm, có thêm sức khỏe trong cuộc sống nè. Đó, đây là một việc rất là ý nghĩa luôn. Hôm nay em đi ngang qua đây, em thấy rồi em quay lại cho cô chú anh chị xem. À, dạ, nếu có cái gì đó, điều gì đó em nói sơ sót không hài lòng thì mong cô chú anh chị ấy thông cảm bỏ qua cho em ha. Dạ. Dạ. À, thôi thì con cũng vào đây con quay như vậy. Dạ, để con xem cô chú anh chị làm việc và cách thức làm như thế nào, và làm xong rồi phơi như thế nào, và ý nghĩa của những cái cây thuốc này như thế nào. Dạ, thôi thì bây giờ con cũng cảm ơn cô chú anh chị. Con xin phép con đi đây ạ. Dạ. Dạ, con xin chúc cô chú anh chị có thật nhiều, rất 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 nhiều sức khỏe để luôn giúp đỡ ủng hộ bà con mình làm những việc từ thiện như vậy ha. Dạ. Con cảm ơn cô chú anh chị. Dạ, cô chú anh chị làm việc đi nha. Dạ, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, nãy giờ em đã mời cô chú anh chị vào thăm chùa Liên Hoa Tự của Phật giáo Hòa Hảo mình đây ạ. Dạ, bây giờ thì cô chú anh chị cũng nhìn xem quang cảnh phía bên ngoài rồi. Em không tiện để vào phía bên trong chùa để em quay từng chi tiết những tượng thờ cho cô chú anh chị và những hình ảnh cho cô chú anh chị xem. Thì thôi thì mình hãy xem nhìn ngắm phía bên ngoài này cũng rất là đẹp, phải không ạ? Rất là yên tĩnh và bình yên. Dạ, em rất cảm ơn cô chú anh chị đã luôn thương yêu mến và luôn đồng hành cùng em trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Và các bạn hôm nay. Con tên là? Con tên là Trần Vĩ Đan. Con học lớp mấy? Con học lớp 3. Con học lớp 3, trường nào? Trường Tiểu học Âm Mỹ Hội Đông. À dạ, còn con nữa, áo trắng này, con tên gì giới thiệu cho? Con tên Bùi Tấn Tú, học sinh trường Âm Mỹ Hội Đông. Ừ. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 4. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, hai bé này rất là dễ thương. Nãy giờ theo em đi vào trong Liên Hoa Tự và quay phim nè, rồi thích muốn lên sóng, lên hình nè, lên tivi nè, cho nên bây giờ còn một chút xíu pin nè, kêu em quay nữa đây nè, quay rồi tự giới thiệu tên mình và học lớp mấy, là bao nhiêu tuổi rồi đây nè. Đó, các em rất là dễ thương phải không ạ? À? Đó, hai em bé không biết tối không ta, không biết lên hình này hai đứa tối không, đứng sát sát lại coi. Đứa không biết hình này sợ lên chùa sợ thấy tụi con cái hù á. Ừ, mỗi sợ thấy tới thui mời, không biết làm sao nữa. Rồi ha, đây nè, lần này là lên hình rồi nha. Về nhà là mở xem, mai mốt là cô đăng cái này là nhìn thấy ha. Cho đọc lại cái kênh YouTube của gì? Ấm Áp Miền Tây. Dạ. Ha con ha. Dạ. Nhớ chữ chưa? Ấm Áp Miền Tây, nhớ chưa? Rồi, rồi. À, nhớ đây ha, học lớp 4 mà không nhớ là không làm toán được đâu. Rồi. Vậy thôi ha, cô chào tạm biệt hai đứa tụi con ha. Dạ. Dạ, hẹn gặp lại nha, mai mốt đi quay ở đây là sẽ gặp lại hai đứa nha, bye bye.